thế giới của Doctor Strange và chính bản thân anh ấy có phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hay đó là tinh hoa từ sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học của Marvel? Xin chào anh em, lại là Messine đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng Adam Frank, cố vấn vật lý và triết học của Marvel, chứng minh xem quyền năng của Trang Đại Phu thực tế cỡ nào bằng những dẫn chứng khoa học được vận dụng trong phim. Và xin lưu ý, đây là sản phẩm research chỉ mang tính chất tham khảo và thảo luận thiền lành cùng nhau anh chị em gần xa nhá. Còn bây giờ thì du hành thôi. Adam Frank là nhà khoa học nghiên cứu vật lý, thiên văn, chuyên tìm hiểu về hoạt động của vũ trụ và khả năng tồn tại các nền văn minh ngoài hành tinh, đặc biệt nhất là mối quan hệ giữa bản chất tâm trí và vật chất, giữa khoa học và tôn giáo. Trong buổi nói chuyện tại trường đại học Rochester, Adam gọi cái hôm mà Scott Derrickson, đạo diễn Doctor Strange phần 1, liên lạc với ông vì cả hai là bạn bè từ trước và bản thân ông cũng là fan Marvel từ nhỏ. Nên khi Scott gửi email mời hợp tác, Adam lập tức bay đến Los Angeles gặp bạn mình và Kelvin Fitch. Họ cần Adam Frank giúp cho các khía cạnh liên quan đến các chiều không gian vũ trụ của phim trở nên chuẩn xác nhất có thể. Vậy sức mạnh của Doctor Strange chân thật như thế nào? Thứ nhất, Adam Frank cùng Marvel đã ứng dụng các khái niệm triết học lên nhân vật Stephen Strange trước và sau khi gặp biến cố, chẳng hạn như chủ nghĩa rút gọn, Reductionism, nôm na ám chỉ cách tiếp cận những sự vật, hiện tượng hay ý niệm phức tạp bằng cách rút gọn chúng trở lại những thứ cơ bản nhất. Ví dụ như việc bản thân nhân loại và mọi sự trải nghiệm chẳng qua đều là hoạt động của một đống neuron, rồi một đống neuron đó chỉ là tập hợp từ một đám nguyên tử, tức là cấu trúc của mọi thứ được quy về tầng mức đơn giản, cơ bản nhất. Nó chính là tư tưởng của bác sĩ hiện đại và thiên tài Stephen Vincent Strange. We are made of matter and nothing more. Anh em hẳn vẫn còn nhớ, trước khi được Thượng Cổ Tôn Giả trưởng một phát tách rời thể xác và linh hồn, thì Trang Lao Công luôn sống theo lý trí, sống bằng kinh nghiệm được chứng minh bằng y học. Hay nói cách khác là theo chủ nghĩa duy vật. Vì thế nên khi The Ancient One nói về việc chữa trị chấn thương, thì trí óc của bác Trang liên tục đưa ra giả thuyết đậm chất khoa học về các tế bào. Như vậy, Marvel đã áp dụng chủ nghĩa rút gọn để xây dựng nhân vật Stephen Vincent Strange kiêu ngạo vì kiến thức của bản thân một cách rất thực tế. Tuy nhiên, để Stephen trở thành một pháp sư tối thượng cho MCU, ta cần khái niệm tiếp theo. Đấy là The Hard Problem of Consciousness, tiếng Việt là bài toán hóc búa về ý thức, được viết bởi nhà triết học David Chalmers vào những năm 1990. Nghiên cứu này của David được xem là thứ đối nghịch với chủ nghĩa rút gọn, bởi theo chính Adam Frank thừa nhận, a science of consciousness yet. Yếu tố đó thuộc về phạm trù triết học, thứ mà bác sĩ Trang ban đầu không thể tin và không thể hiểu nổi. Well, my ticket and you're talking to me about healing through belief. I do not believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. Adam chia sẻ như sau: sức mạnh của Doctor Strange không phải đến từ những chất dẫn truyền thần kinh. Marvel muốn đưa bác lạ vào MCU bằng cách sử dụng mối liên hệ và kết nối giữa thân xác và tâm trí. Ok, nghe thì có vẻ là các Mark Lenin quá, cho nên là tôi sẽ tóm gọn ý tưởng của Adam Frank và Marvel như sau. Adam được Marvel mời đến nhằm gợi ý và đưa ra hướng hợp lý hóa cho nguồn gốc và sức mạnh của Doctor Strange. Ông ấy giúp trả lời câu hỏi làm thế nào để đưa Trang Đại Phu vào MCU, làm thế nào để giải thích quyền năng mà anh ấy có, rồi những thực thể khác như Dormammu đến từ đâu và quê hương của hắn trông ra sao. Vì Stephen Vincent Strange có hai thân phận, một là bác sĩ đầy lý trí và ngạo mạn, hai là pháp sư quyền năng, nên hai vai trò đó đại diện cho hai mảng vật chất và ý thức của thế giới. Chúng phải bổ sung cho nhau chứ không thể tách rời. Mind and matter meet. Tương ứng với chuyện bác Trang phải chấp nhận được khai sáng thứ mơ hồ mà anh không tin. There is no such thing as spirit. Teach me. Bằng cách cho kiến thức y học nhỏ nhoi tại trái đất của Stephen Strange trở nên bất lực. Because you see, I'm not getting any better. Rồi sau đó bị quyền năng ý thức bán hành. You're a man looking at the world through a keyhole to show you just how much you don't know. Bác Trang nhà ta mới có cơ hội tiếp xúc và dần dần nắm giữ sức mạnh sử dụng và tác động vào không gian, thời gian. Thế là Doctor Strange ra đời. Thứ hai, Adam Frank đã tham vấn cho Marvel cách xây dựng đa vũ trụ.
Nếu anh em từng xem video Thuyết đa vũ trụ MCU có thật của Messine tôi thì sẽ biết The Multiverse nhà Marvel đều dựa trên các nền tảng khoa học thực sự như lý thuyết dây. Vì vậy, những gì diễn ra trong Doctor Strange phần 1 trong series Loki hay cả No Way Home là xuất phát từ ý tưởng khoa học về đa vũ trụ. Trong thế giới cơ học lượng tử, khi một sự kiện lượng tử diễn ra thì vũ trụ sẽ tách ra thành một phiên bản song song của chính nó, rồi từ đó lại tách ra thêm nhiều nữa, rồi tiến hóa, rồi lại tách ra. Nghe vụ này quen quen chứ? Chính là Sacred Timeline, dòng thời gian thiêng liêng và các sự kiện Nexus đấy. Mỗi thế giới, mỗi chiều không gian đó lại có thể mang cho mình định luật vật lý riêng biệt khác hẳn với vũ trụ gốc. Vì vậy, những chiêu như sử dụng con mắt của Agamotto rồi nhìn xuyên thời gian tính toán trong Endgame hay thực hiện bùa chú và đóng cánh cổng đa vũ trụ trong No Way Home đều dựa trên những định luật và nền tảng vật lý có thật ngoài đời. Đồng nghĩa rằng quyền năng của Doctor Strange không phải hư cấu 100%. Vì vậy, nếu có ai đó bảo vũ trụ siêu anh hùng này chỉ là trò trẻ con và quá vô lý, thì các ông biết phải làm gì rồi đấy. Ok, vậy là tôi đã chia sẻ xong với anh em vì sao ta có thể nói sức mạnh của Doctor Strange là có thật vì nó là sự kết hợp giữa nền tảng khoa học hàng real với những học thuyết triết học được công nhận. Marvel thật sự có tâm các ông nhở. Trước khi tạm biệt, nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tôi chút lộ phí săn tin cho mấy ông nhá. Đồng thời, ghi xuống những thắc mắc về thế giới điện ảnh cho tôi nhá. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào những chủ đề hấp dẫn khác về Trang Đại Phu. Hẹn gặp lại, bye bye!